về cá nhân em thì rất lâu rồi em chưa được tham dự một trận đấu và một giải đấu nào. Và đây là một giải đấu đối với em lúc nào nó cũng quan trọng hết, bởi vì mình cũng phải cố gắng hết sức để được chơi bóng. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Sande. Không vào. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng. Vẫn là một pha xử lý chính xác của Ibrahim Anhani. Như vậy là đã không có bàn thắng từ cú đá vừa rồi của Minh Thường. Trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về phía đội tuyển Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.